Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ ạ à. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em Video này là video số 293 Và ngày 6 tháng 10 nhé Video này là sẽ có một lô cần là Đầu tiên em xin giới thiệu là Một cây cần tây đắp khúc trúc nghệ nhân Một cây uh, cán vợt Một cây gác cần Cần ISO khoen nhỏ Và cần mini nhé Cần mini khoen lớn cho mình Hôm nay là sẽ có là nhiều cần tay ạ à. Cần tay lóng ngắn nhé Hôm nay có cần tay Tokuda nha. Em gửi đến các anh uh, cụ Tokuda luôn Cần tay nội địa nhật nhé và chế độ dung này có cần tay nhỏ lóng ngắn nhỏ nhẹ cho mình trọng lượng trên dưới 50g thôi cho canh vẫn vậy rô giết nhá hôm nay là sẽ có hai cây săn hàng cho canh câu đơn câu đài một cây nội địa nhật 6 3 còn một cây tombo 5m4 cần tay đắp khúc chút nhẹ nhân chút carbon giả dạ bằng chút nha bên đây thì sẽ có là cần hi chi hôm nay sẽ có một cây cần dây trong cho mình cần rút dây trong loại cần iso hai khúc ba khúc cho mình đánh đơn ngâm lăng xe đánh săn hàng có bạo lực có nhá cuối cùng là sẽ có là một cây câu biển và hai cây cần súp ạ à. hai cây cần súp khuyên xích gôn cho mình đây hãng đai qua nội địa nhật luôn anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 và giá bên em báo chưa bao gồm phí ship phí ship mỗi cần là 40 k anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh hoặc một sản phẩm chuyển khoản thanh toán liền sẽ sẽ bao ship nhé và anh xin phép lên sản phẩm đầu tiên các anh nha đây và cây đầu tiên là một cây trúc đắp khúc trúc nghệ nhân chiều dài cây này là 4m5 các anh nha và độ cứng của cần là độ cứng 2.5 ạ à. đây độ cứng 2.5 cho các anh câu cần dài và lấy cảm giác cao nha cái này thì ngọn là 1.3 ly trọng lượng là 271 g 271 gram nha bên dưới nè cái cần cây trúc nha trúc đắp khúc cho mình đây và cái này có tổng cộng là 5 lóng cho mình ạ à năm nóng các anh nhá, chất liệu là đều bằng chút hết bên trên đây ngọn này, đây có màu nước sơn nó dính à, nó, nó 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 làm sơn vào, chất liệu thì bằng hoàn toàn bằng chút hết nhá, bằng chút che cho mình, đây các anh thường gọi là sima chút đây, đây ạ à. Đây, tất cả các lóng này mà các anh xem dày nhá cái lóng trúc này thì nó dày nó dày hơn những cây kia dày nhá và mã số cái này mã số 1 giá của nó là 350 k mã số 1 giá ba trăm rưỡi nhá tiếp đến là một cây cán vượt trúc luôn cái này cũng làm bằng trúc cho mình cái này nó nó, nó, nó tốt rồi Đây. và chiều dài cái này thì em quên đo rồi anh đợi một tí ạ à. chiều dài cứ cái này thì nó khoảng tầm là 2 mét nhá chịu dài khoảng tầm 2 mét cho mình đây. tầm 2 mét nhá nó tầm là 1 mét 1 mét 8 1m 9 gì đó đây. gen còn rất đẹp nhá còn rất mới và gen của nó thì đôi tầm là gen hình như gen, gen 8 này. Gen, này gen 8 nha gen 8 ạ à. càng còn mới sáng cắt liệu của nó bằng chút nhá đây rất đẹp cán vợt nhá cán vợt ạ à. Và cán vượt này thì nó có mã số là mã số 3, mã số 2 nhé. Mã số 2 giá của nó là 250k. Mã số 2 giá 200 được. Đây, tay cầm là được uh, mút nè. Cao su nhé, mút cao su. Tay cầm rất là chắc. Cán thì ra thẳng nhé. Mã số 2 giá 200 rưỡi. Một cái gác cần ạ. À. Cái gác này, cần này thì cũng tầm là gác cần 2m cho mình bên dưới đây thì cái này thì làm bằng nhôm nhá chắc liệu nhôm cho mình nào. nhôm cả nhá nhôm đây. bên trên thì cái gác thì bằng làm bằng gỗ nè gỗ nó chế cho mình cứng nhá cứng cáp đây mình rút ra cho các anh xem Đây. thì cái này nhá nó là nó có chiều dài là tầm là một m tám tầm trên một m tám nha đúng rồi một m tám nha Mã số của cây này là mã số 3, giá của nó là 200k. Mã số 3 giá 200 nha, cây gắt cằn. Tiếp đó là một cây ISO ạ. À. ISO phíp nha, chất liệu phíp. Cần ISO khen nhỏ cho các anh đánh, khen nhỏ đánh cảm giác cao nè. Và cái này thì thuộc hãng Daiwa hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Daiwa nội địa Nhật Bản. Chiều dài của cần là 5m4 ạ. À. 5m4 nha. Đây, bát đã à bắt Fuji FS7, bắt gọc. Tay cầm thì cũng chỉ nè. Đây bên dưới đây, và các anh xem. Cuốn chỉ chích keo rất đẹp nha. Và ngọn là 1.2 ly, trọng lượng là 413 g. Dàn khoen Fuji loại xứ xám. Đây. Tất cả dàn khoen còn nguyên vẹn nha. Và bên đây cuốn chỉ nè, cuốn chỉ chống nổ đầy đủ. Ngọn đây. Bên trên ngọn thì có ba khuyên chạy ạ, à. ba khuyên chạy. Đây. Bên trong lóng thì phôi còn đẹp ta nha, màu nước sơn, sơn màu đen nhám này còn đẹp và chất liệu là của nó là chất liệu phíp ạ à. phíp cũng còn sáng đẹp ca nha bên trong thôi lắm độ cứng cái này thì độ cứng tầm là 2.5 ca nha 2.5 đến 3 cho mình ạ à. độ cứng cao nè 5.4 ạ à. và mã số của nó là mã số 4 giá là 300k mã số 4 giá 300 nha càng ISO khen nhỏ đai qua Hà Nội đi nhật 5.4 cái tiếp theo là một cây mini ạ à. cây mini nhá cái mini rút chất liệu carbon carbon sẵn cho mình cái này gây super comeback chiều dài của nó là một m sáu mươi tám nha cái này thuộc bản Kodia xuất nhật luôn này Kodia xuất nhật đó à. dàn khoen là Fuji loại sứ trắng nha Fuji loại sứ trắng bát là bát hạng à. bát hạng tay cầm mút nè mút nha ngọn của nó là một chấm năm ly trọng lượng là chín mươi bảy gram và thu gọn của cây này là bốn mươi sáu cm à. thu gọn bốn mươi sáu cm nha chưa tính nắp chụp và anh nào đặt hàng thì em sẽ đi kèm nắp chụp cho các anh hết nên các anh cứ yên tâm khi mua những uh, những cái cặn có khoen đây các bông sắn cho mình ạ à. <laughs> cho các anh tiện lợi đi du lịch sách bỏ vali bỏ túi nha chiều dài của nó thu gọn là 46 cm chưa tính nắp chụp à. chưa tính nắp chụp và độ cứng cây này cao độ cứng này 25 lần cao nha độ cứng tầm 20 đến 30 mã số 5 và giá của nó là 500k Mạ số 5 giá 500 Căn carbon nha cái tiếp theo là một cây cần câu tay lóng ngắn. Chiều dài của cây này là 4,5 m. À. Đây. Cái này hai cấp 30T. Seicor. Và cái này đây. Koshi. cái này là hàng Nhật bãi ra à, nha. Có tên đầy đủ. Và ngọn của nó là 0.7 ly, trọng lượng của cây này là 63 g các à, nha. 63 g em đo cái góc cho các anh xem ạ. À. Đây cái góc này, 12.2 này. Còn tay cầm nha. Góc tay cầm 17.5 ạ. À. Cái này thu gọn thì chỉ có 58 cm, trọng lượng là 67 g. Có đi kèm nắp chụp bạc. Cái cần tay rút lóng ngắn nha, cần tay lóng ngắn. Và đầu bu cây này là đầu bu 30 360 độ nha, đầu bu 360 độ cho mình. Đây. Ngọn đây, ngọn nhỏ. Ngọn này thì cho các anh đánh vảy rô và giết các nhá, vảy rô và giết. Đây, độ cứng thì em sẽ báo sau. Cái này thì vậy rất là tuyệt luôn ạ. À. Bởi vì cái này độ cứng của nó là độ cứng cảm giác cực kỳ cao cho cây này nha. Cần thì nó cong rất là cong luôn coi nha. Và độ cứng của cây này là độ cứng tầm 1.52 chấm nha. Đây, tầm đó coi nha. hai h cho mình ạ. À. Đây, độ cứng mỏng, dịu. Cần dịu nha. Mã số là mã số 6, giá của nó là 600k mã số 6 giá 600k cho cây này cái tiếp theo là một cây rất đẹp Đây, nó đã chút cho mình nha có mắt chút to luôn ạ à. quay keo và cái này thuộc bản China xuất nhật nha cái này là season chiều dài của nó là 4m5 à. chiều dài 4m5 cây này đây bên dưới đây mời các anh xem phần này nó cũng chỉ uh, cuốn keo nè rất đẹp nha sân nhám và quay keo phần này ngọn của nó nhé cái này thì em đo ngọn rồi, cái này trọng lượng là 86 g ạ. À. Cái này có đi kèm nắp chụp nha, có đi kèm nắp chụp. 86 g và ngọn của nó là 0.5 ly ạ. À. 0.5 ly cho cây này. Thu gọn của nó là 61.5 cm nha, 61.5 cm. Lóng cùng nhỏ. Đóng đây. 12.2.7 nha, còn góc tay cầm nè 17.4. Ngọn đây ạ. À còn nguyên vẹn hết ra nha nguyên vẹn đẹp cho mình phôi là phôi carbon carbon sẵn carbon giả văn trúc cho mình ạ à. đây nước sơn bên trong là màu dạng màu vàng màu này là màu áo áo hòa thượng ra nha màu nhạt nhạt cho mình và độ cứng của nó là độ cứng tầm là 2h đến 2.5h à. Những cái này đánh cho các anh bảy rô giết lấy cảm giác nha, câu giải trí cho mình ạ. À. Mã số cái này là mã số 7, giá của nó là 600k. Mã số 7 giá 600 ạ. À. 4m5 thu gọn 61,5cm. Mã số 8 ạ. À. Là một cây 4m5 nha, vẫn là 4m5 này. Cái này nhỏ gọn luôn, 0.6 ly, trọng lượng là 50g, thu gọn là 58cm. Ở dưới đây, sơn bóng này, tay cầm từ sơn nhám nha phôi là phôi carbon rất là nhẹ à, à các anh 16 18.2 và góc của nó 14.9 nha và cái này là hàng nội địa nhật tem vàng ngồi đầy đủ ạ à. carbon sẵn sẵn chìm bên trong có đi kèm nắp chụp luôn và ngọn đây mời các anh xem <laughs> những cái này nhỏ nhỏ gọn và vậy rồi giết hết sạn nhé ở đây nó có một cái ngọn hình này, này. sơn mình lỏng này phôi là phôi sẵn hết các anh nha, sẵn hết ạ à. cái này cực kỳ nhỏ gọn luôn và chiều dài cao nữa chiều dài bốn mét năm nhá cho các anh đánh xa đây bóng sáng ạ à. và độ cứng cái này nhá độ cứng này là độ cứng 2 h ạ à. độ cứng 2 h các anh nhé độ cứng cho canh đánh cảm giác mã số của nó mã số 8 giá là 650 k mã số 8 giá sáu trăm rưỡi nha thường thì họ người nhật họ đi tại là câu cần thấp thôi cần lấy giải trí thôi nha các anh nhé. Đây, người Nhật thì họ cũng bằng biểu rất là như bằng. Đây. Cái tiếp theo là một cây 4,5 m à. ạ, 4,5 carbon rod nha. Cái này thì thuộc bảng Kodia xuất Nhật ạ. À. Kodia và có đi kèm bao vải ạ, à. bao vải màu trắng nha. Ngọn của căn là 0.7 ly, trọng lượng là 130 g, thu gọn là 55,5 cm nha. Phôi cũng là phôi carbon sẵn cho mình ạ. À. Ở đây mấy cái nhám trắng trắng thôi, cái anh nào xử lý được thì cứ trả ra giúp em nhé. Ở đây hồi nãy em cũng có lâu mà, Nhưng mà nó chưa ra rồi Đây Góc tay cầm đây 21.6 à. Còn góc của nó này 18.8 nha Cũng nhỏ gọn Vừa tay cầm Và có đi kèm nắp chụp bao vải luôn Đây Nước sơn là dạng màu xanh rêu rêu nhé. Xanh rêu rêu phôi là cấp bông sẵn cho mình nè à. đây em mời các xem đây. đây và độ cứng cái này là độ cứng 2.53 h à nha 2.53 h cho mình Mã số của cần là mã số 9 giá là 600k. Mã số 9 giá 600 ạ. À. Mã số 10. Đây, một cây ít kinh nha em mời các anh xem, casting nhá, một cây casting chiều dài 2,6 m ạ. không phải cái này là bản Kodia xuất nhật và chiều dài của nó là 5,3 m. Cái này có chế độ zoom nhá, ba way. Zoom 3 luôn nhá. Đây, zoom 4,5, zoom 4,9 và zoom 3,5 m3 thì các anh lựa chọn nha ngọn cái này là 0.7 ly trọng lượng là 155 g thu gọn là 54 cm nhá tem vàng vẫn còn nè ở dưới đây sơn nhám mặt à. bạn cô đi xuất nhật nhá cô đi tay cầm sơn nhám này rất đẹp luôn ra nhá lóng của nó với tóc tay cầm thì nó cũng tự tự gần bằng nhau thôi đâu một cái thôi nhá 21.7 ạ à. đây có 3 chế độ dung ra nhá đây ba chế độ dung luôn ạ à. anh tha hồ lựa chọn chiều dài và cái này đầu bu của nó là đầu bu xây 360 độ luôn đây đây màu nước sơn của phối cũng đẹp ca nha phối cũng đẹp nè màu nâu vàng bạc bên trong phối thì còn rất đẹp ca nha phối còn sáng đẹp à. sáng đẹp đây. dùm nhá dùm đây ạ à. và các anh đánh 4m5 thì độ cứng của nó là độ cứng 3 trên 3h à trên 3H nha còn 49 49 thì nó thấp hơn tầm 3H còn 5m 4m còn 5m3 thì cũng tầm là 2.5 đây tầm đó ra nhé cái càng tay có chế độ dùm 3 mã số là mã số 10 giá của cần là 800k nha mã số 10 giá 800 thu gọn 54 c nào đây cái càng casting nha tiếp ạ à, là một cây tokuda nha cái này như là thuộc uh, hãng hạng nft nè nó có đi kèm bao vải nha bao vải đây bao vải vàng Chiều dài của nó là 6m3 có tên là tokuda ra nha của tokuda đây và ngón càng là 0.6 ly trọng lượng là 305 g cái này là hàng nội địa nhật luôn nha tem vẫn còn đây càng nội địa nhật nha thu gọn của cần là 55,5 cm chiều dài 6m3 góc tay cầm này được cuốn trị và 28.5 và góc của phôi lỏng đây 27.2 ca nha. Đây, cái cần đây. Hà Nội đi Nhật Bản, tay cầm được cuốn chỉ nè. Đây có sơn hoa văn được đầy đủ. Có nắp chụp và bao vải đi kèm nha. Nắp chụp đây. bạn ngọn của nó đây ạ. À. Đây, phô đây mà mời các anh xem. Ngọn 0.6 ly nha, 0.6. Cái này thì còn nguyên bản cho mình luôn ạ. À. phôi là phôi cấp bông sẵn ra nha mời anh xem mua về đánh họ mình mua về sưu tầm cũng được chiều dài cao cho các anh câu xa nhá cầu xa cái này 6 3 và thu gọn 55cm 55,5cm ra nha tính nắp chụp luôn ạ à. em có đo tính nắp chụp luôn rồi trong cũng còn bóng đẹp cho mình Và độ cứng cần nhá, độ cứng cần là tầm 3.54h ạ. À. Độ cứng cần cao quá nhá. Độ cứng cần là cứng tầm đó. 3.54h nha. À. Rất tuyệt cho cây này luôn. Cái cái phôi nó cái phôi nó cứng tốt. Mã số cây này là mã số 11 và giá của nó là 1 triệu 100 nha. Mã 11 giá 1 triệu 1 cho cây này ạ. À. Tokuda hàng nội đi Nhật nha. Tiếp đó là một cây nhỏ gọn đây. Cái này thì thuộc uh, chuyên cho các anh con mương suối luôn đây ngõ cái này là của thuộc hãng Nissin nhá Nissin chiều dài 4m5 đây Nage nhá Nage Borosibue hàng nổi đi nhật tem bản còn nè ngõ của cần là 0.6 ly trọng lượng là 53 gram nhá 53 gram Thú gọn của nó là 56,5 xe à. nè và em sẽ phép góc tay cầm 18.6 và phôi lỏng đây 13.1 nhá đây bên dưới đây ạ à. cực kỳ nhỏ gọn là cần Nissin nhá cần tay của Nissin có đi kèm bao vải và nắp chụp ạ. À. Đây. Đầu bu đây mà các anh xem, ngọn đây ạ. À. Đây. <laughs> những loại này thì cũng là thuộc là những loại ừ. hiếm nha. Proxyway, Nage. cũng có những cây lucidu nó cũng hiếm cho mình luôn ạ. À. Khá hiếm. Độ cứng căng là độ cứng 2H à nha. Độ cứng này là độ cứng 2 ạ. À. Đây, những cái cần tay này cây này chuyên cho các anh con mương suối luôn. Mã số của cây này là mã số 12 và giá là 800k. Mã 12 giá 800 cây Tiếp đó là cần lóng dài ạ. À. Đây, một cây lóng dài nha. Chiều dài cái này là 6,3 m Đây, 6,3 m Cái này là hàng nội địa nhật luôn ạ. À. Nội địa nhật em là vẫn còn. Ngọn là 0.9 ly, trọng lượng là 252 g. Bên dưới tay. Tay cầm được cuốn trị nè, góc tay cầm em đo cho các anh luôn. Góc 26.2 nha. Phôi nè, 19.8 ạ. À. Tay cầm thì cũng được cuốn trị và cuốn dây mây. Đây. Cái cần thì carbon nhé, bông sẵn chìm bên trong có đi kèm nắp chụp ạ à. cần thì cũng còn tương đối ok đây ngọn đây độ cứng cái này thì độ cứng thuộc là 4 4 đến 4.5h nhá tầm tầm 4.5 cho mình 4.5 gần 5h cho mình cá nha đây vừa không cứng không mềm cho mình luôn ạ à. thôi là cấp bông sẵn bên trong thì cũng còn bóng Tương đối bóng Đây. Đây. cái này tầm 4 đến 4.5 Hk nha cứng tầm đó căn câu đài Dòng cá đắt tuyệt luôn nhá Đây này căn câu đài được ạ mã số cái này là mã số 13 và giá cần là 850k mã 13 giá 800 rưỡi à. ạ Tiếp đến là một cây tombo Tombo nội địa Nhật Bản nha Đây Nội địa Nhật cả nha Và cái này có đi kèm bao vải này Bao vải cũng còn khá mới Ngón cần là 0.8 ly Trọng lượng là 170 g Đây góc tay cầm Cuốn trị nha 24.6 và phôi lỏng đây 17.4 nha Bên dưới là nó có khuyên nhỏ nhỏ cho mình cột dây bảo hiểm luôn Rồi, Cái mua dây khác anh chế vào cũng được Cái này các bông sẵn nha Cái cần tombo bữa là em có một cây cùng bán rồi cũng nhiều anh hỏi. Bây giờ hôm nay về có thêm cây nữa. Đây. Cái này thì họ họ có câu nha, họ có câu. Em cắt cái cái cái, cái sợi dây cước ra rồi. Họ có câu cái lưỡi rất là nhỏ, lưỡi, lưỡi cực kỳ nhỏ luôn đó nhá Nhỏ tầm này thôi. Rất là nhỏ, và căn này độ cứng nó cao hơn một chút nhé cao hơn cây kia một chút cây kia 6m3 và cây này là 5m4 đây bên trong thì còn bóng sáng nhé độ mới của càng cao lắm cả ca nhé độ mới càng cao độ mới càng là tầm trên 90 95 phần trăm ca nha và độ cứng cần là độ cứng 4 đến 5 h cộng à. đây độ cứng càng cao nhé 4 đến 5 h cộng à. Đây, cho các anh đánh dịch vụ đánh đơn đài được nha. Mã số căn là mã số 14 giá là 950k. Mã 14 giá 900 rưỡi cây tombo nha, tombo 5 x 4 Tiếp đó là một cây cần tay đắp khúc. Chất liệu carbon dạ văn trúc, có đi kèm bao vải luôn nha, bao vải đây. Và cái này thì chiều dài 4 5 ạ, hàng nội điện Nhật luôn nhá, chiều dài 4m5. Đây, cái này điên thì cái tay cầm của nó rất đẹp. Được cuốn trị và đánh bóng quay keo luôn nhé ngọn cần là 0.8 ly trọng lượng là 106 g ở đây có một chiếc nhẫn cao su cái này là phôi là phôi carbon giả dạ văn trúc nha giả dạ văn trúc cho mình thì độ cứng cần là độ cứng 2.53 h à. cho các anh đánh đánh cảm giác nha có đi kèm nắp trục và bao vải có tổng cộng là 5 lóng nha 5 lóng đây, em lấy ra cho các xem luôn phôi carbon đây và cái ngọn cần của cây này là ngọn đặc ngọn đặt khó gậy hơn đây ngọn đặt ra nha càng này thì ngọn đặt cho mình đây ngọn nó đây ngọn đặt ra nha đây phôi carbon nào. Cần tay carbon rạ văn chút nha, mã uh, chiều dài 4 x 5 ngọn 0.8 trọng lượng 106 g mã số là mã số 15 giá 5 750k mã 15 giá 700 triệu nha đó là một cái cần cần rút dây trong ạ à. đây cái này thì có chiều dài 36 ạ à. đây do của hãng Suzumi Power Focus của hãng Suzumi chiều dài 36 cần dây trong nha còn sáng đẹp ạ à. tem vàng còn đầy đủ em mời các anh xem bát của nó là bát Fuji F6 bát nha bát gặp Đây cuốn chị quay kêu rất tuyệt luôn còn rất đẹp độ mới trên 95 phần trăm ngọn là 1.8 ly trọng lượng là 140 g bên dưới đây sơn nhám tay cầm sơn nhám nè cái càng 36 nha này sứ nè còn đẹp và cần này càng dây trong cho mình ạ à. đây đầu bu cực kỳ nhỏ cho mình ạ đây còn thì còn tuyệt vời luôn phôi carbon nhé sẵn cho mình sơn bạc và sơn bạc xanh và bạc và xám ạ à. ok nhá ở trong sơn bóng đẹp cho mình đây càng rất đẹp các nhá rất đẹp và cái này nếu mà là iso nhá là iso độ cứng của nó tầm là 2.5 ạ à. 2.53 đây độ cứng cũng cao các nhá em cho các anh xem xứ đầu bu ạ à. đây còn sáng đẹp ca nha và mã số căn là mã 14 16 ạ à. mã 16 giá là 650k mã 16 giá 600 rưỡi tiếp đến là cần hai khúc cần đắp khúc nha cần này thì cần hay chi ạ à. cây hay chi em cũng đánh lộn mã ở phần này nói chung em lên hay chi này trước nha cái này là carbon marine cách chiều dài 2 ạ à hai nha Cái này là của hãng NFT Và thuộc bản uh, Kodia xuất nhật nha Thuộc hãng NFT à Bát là bát Fuji FBS 18 Japan Bát quẩn Ngọn là 1.5 ly Trọng lượng là 179 g Ngọn là ngọn đặc ngọn tháp nha Độ cứng cái này là độ cứng, độ, độ cứng 20 nha Độ cứng uh, càng hay chi Độ cứng 20 Ở Dưới là mái treo Tay cầm là mút nè Mút cứng à Dàn khoen là dàn khen phát quang nha Fuji phát quang Đây tem vẫn còn đầy đủ ạ à ngọn ngọn đặt ngọn tháp ra nha đây, ở đây nó mắc một cái xứ nha mắc một cái xứ thì cái xứ này thì em sẽ thay cho các anh nếu mà anh nào đặt hàng nhá em sẽ thay lại giúp cho giúp, giúp cho các anh đây, một cái khoen bị lỗi mã số căn là mã 17 giá là 800 k mã 17 giá 800 nha mã 18 ạ à. mã 18 là một cây marina uh, Marine Pro -Git nha GUI 4 mét 5 độ cứng là ba à. Cây càng ISO, ISO carbon. Bát là bát Fuji nhá, bắt quặng, bắt Fuji này. bắt quặng. Bên dưới đây, mọi người xem, bên dưới đây cả bên dưới nó có hơi mòn tí các nhá, cũng xài cũng xài đánh cũng nhiều. Đây. Và càng thì cũng, còn bền nhá, càng cũng còn bền ạ. Bên trên thì khoen dàn khoen Fuji loại xíu xám luôn. Đây, cái này thì xoắn toàn thân bên trên có ba khuyên chạy ạ à. ba khuyên chạy ra nha đây. có vài điểm lông mèo nhem thôi lông mèo nhem nhỏ thôi càng cũng còn sáng đây đây có xước ra nha có xước thì càng này nó đánh cũng nhiều ra nha và cái phôi thì nó đẹp luôn phôi thì tốt rồi phôi tốt không dập không gãy nhá 4 m ạ, à, 4 m ạ. Cho à. cái đánh đánh hồ, đánh sông, đơn ngầm tăng xe nha. Và mã số căn này là mã số 18, giá là 600k. À. Mã 18 giá 600 nha. cần loại căn rút, cần carbon, cần câu máy ạ. À. Và cái tiếp theo là một cái ISO của hãng Nissin. Cái này thuộc hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Đây. ISO chiều dài 4m, độ cứng 4 ạ, à, độ cứng cao. Bass Bá bass Fuji stainless, LS6 à, bắt cọc. Keo nó còn rất tốt anh à nha. Cái này cũng đánh cũng nhiều à, nhiều, để nó thì cũng bị móp, móp tí. Phôi nè. Hàng Nissin nha, hàng Nissin và cái này thuộc nội địa Nhật Bản luôn à. Bát nguyên zin chưa hạ luôn nhá. Nhưng nó nó cũng vừa rồi, nó tầm 30 35 gì đó. Ngọn là 1.9 ly, trọng lượng là 250 g. Dàn khen, khen Fuji lại xứ xám luôn. Và trên thì nó có à, ở xứ nâu trong mình. Quen, còn đẹp hai hai khuyên chạy bên trên nhé hai chạy bên trên cũng còn sáng à. đây ngoại hình thì cũng có vài điểm nó xước xước nhẹ nhẹ các nhá xước xước phôi phôi lóng thì nó còn ok rồi cứng cáp các nhá rất là cứng cáp Và cái này mã số là mã số 19, giá cần là 750k, hãng Nissin nha, hàng nội địa Nhật. Mã 19 giá 750. Tiếp đến là cần Hechi ạ, à. tiếp theo cần Hechi nữa nha. Cái này thì chiều dài 2,1m ạ. À. Chiều dài 2,1m Pro Marine Pro Marine và nguyên thân luôn. Nó được sơn nhám hết. Bass là bass là hãng bắt gặp nha. Bass này bắt số 6 cho mình. Ngọn căng là 1.1 ly trọng lượng là 177 g 147 g nha ở dưới đây dàn khuyên là dàn khuyên hạng ạ à. thì cây này thì nó cũng lỗi có mắc cái xứ khuyên này em cũng sẽ thay cái khác cho các anh nha nếu các anh đặt hàng bên em tại cái xứ này thì đây em mời các anh xem sơn nhám nha ngọn cũng là ngọn đặt ngọn tháp cho mình ạ à. đặt tháp hết đây. bên trên thì cuốn chị quay kêu chống nổ đầy đủ Cái này độ cứng của nó độ cứng tầm 15 ra nha. Độ cứng tầm 15. Mã số 20 giá 600k. Mã 20 giá 600 ạ. À. Hồi carbon nha. Bác Fuji Stainless. Cái tiếp theo. Đây, một cây Hichi tiếp theo nha. Cái này chiều dài 2m1 độ cứng 30 ạ. À. Độ cứng 30. Cái này các anh câu đơn. Câu hay câu bè đều được ạ Và bác là bác Fuji DBS bắt quẩn Nước sơn là màu đỏ. Cái này là ngọn là 2.2 ly. Trọng lượng là 175 g Bên dưới đây. 175 nha dạng khoan này dạng khoan là dạng khoan Fuji ra nha khoan Fuji cuốn chị quay kêu thì còn rất đẹp rồi Khen khoan, khoan của nó nó còn dính keo ấy, dính một phần keo rồi. bên trên có dên chống nổ đầy đủ dạng cái này. xứ thì còn sáng đẹp chiều dài 21 độ cứng 30 độ ra nha đánh đơn đánh hê chi đều được mã số 21 giá cần là 700k mà 21 giá 700 nha anh nào đặt hàng vui đồng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình số điện thoại của em là 03567 76692 ạ à. và cây tiếp theo là một cây độ cứng cao ra nha đây cái này là cây của hãng Alpha Ticker Pro Fighter chiều dài 2 m độ cứng 120 cái đánh, đánh bờ đánh biển đều được đánh bạo lực nha cái này là bạn China xuất nhập ạ à. China xuất nhập và tay cầm cán mút nè mút cứng nha bát của nó là bát Fuji có in chữ alpha ticker tay cầm bút cứng à. ngọn cần là 2.5 ly trọng lượng là 360 gram bên dưới đế là để cao su da này để có dây cột cho cần luôn và dàn khoen là dàn khoen Fuji six nha Fuji six six hết ạ à. xíu xích nha xíu xích đen bóng bạch kim cho mình đây dàn khoen xịn nha và bên trên cuốn chỉ chống nổ quay keo và gen đầy đủ Hãng Alpha Tiger chiều dài cần là 2m1 độ cứng 2, 2, 120 Mã số là mã số 22 giá là 1 triệu ạ à. 22 giá 1 triệu cho cây này nha Mã 23 Là một cây Sakura hàng nội địa nhật ạ à. Cây Sakura 2m1 nha, 2m4 nha 2m4 và độ cứng cần là độ cứng 30 đến 50 Tay cầm là cán mút nè, à, mút cứng ạ à. Badabash Fuji FBS2D22 D20 ngọn là 2.0 ly, ngọn 2 ly, trọng lượng là 200 g. Cái cần đáp khúc hai khúc cho các anh câu đơn ngâm lăng xe nha. Căn này sakuda nội địa Nhật Bản, dàn khoen đây. Khoen Fuji xích uh, nha. Cái này Fuji bóng bạch kim cho mày Đây. Fuji xích nha. Fuji xích màu này nó đậm lắm, đầu bu của nó đầu bu sáng nè. Đây, đầu bu mua trẻ chống sẵn cho mình luôn nha. Là đây cú chỉ chống nổi đầy đủ. Cần Sakura nội địa Nhật Bản ra nha. Mã số cần là mã 23 giá là 850k. À, 23 giá 850. Mã 24 ạ. À. Là một cây dài hơn. Cái này là cây đốt ca 27 hàng nội địa Nhật luôn. Và cái này độ cứng 80 ca nha. Độ cứng cao cho các đánh bạo lực ạ. À. Đây. Đánh săn hàng. Đơn ngâm lăng xe săn hàng được ngọn là 4.1 ly ạ, à. ngọn to, cái anh mang câu biển cũng khá ok nhá cũng thích hợp. Và trọng lượng là 348 g, Bát là bát Fuji FBS D22B, bát quặng. Đây, dàn khoen là Fuji là xứ xám nhá, Fuji là xứ xám cuốn chỉ quay kêu còn rất đẹp. Tay cầm là cứng nè. Cứng nha. Ốp nhựa cứng ạ. À. Đây, Fuji là xứ xám ạ. À. Ôi, ngọn đồ tuyệt vời cho mình Đây. còn rất đẹp nhá còn đẹp ạ à. chắc chắc chắn và độ cứng 80k nhá độ cứng cao tem vàng còn đầy đủ Hà nội đi nhật luôn mã số là mã số 24 giá là 1 triệu 100 mã 24 nha giá 1 triệu mốt cho cây này mà 25 à 25 là một cây uh, super 27 nha Super 2 7 của thuộc hãng Suzumi ạ. À. Cái này chiều dài 2 7 độ cứng 30. Bát là bát Fuji D22. Saban bát quẳng. Cho máy lớn được. Tem còn đầy đủ nè. Và ngọn là 2.3 ly. Trọng lượng là 278g. Ở dưới đây. Để nè. Để da. Và dàn khoen Fuji là sứ xám. Cuốn chỉ quay keo ở đây. Chỗ phần khoen rất đẹp. Tem vàng còn đầy đủ nha. Cái này cắt bông sẵn ít thay da. Sẵn ít thay da. Và hàng nội địa luôn nha. tại bên trên cuốn trị và trên chống độ đầy đủ Khen của nó được khen nó chỉ ra nha chỉ ra chiều dài 27 độ cứng 30 cho các anh đánh đánh có cảm giác nè mã số 25 giá là 800 k mã 25 giá 800 nha tiếp theo là một cây ba khúc cho các anh đánh săn hàng nha cái này đánh rất là lực và ngọn to cho mình ạ à. cái này chiều dài của nó là 3,3 và hàng độ địa nhật luôn nha em mời các anh xem kim tuyến kim tuyến màu và vàng đầy thăng luôn nhá, đầy thăng luôn ạ. À. Và bát là bát Fuji mươi 22 ra bàn, bát, bát quặng còn khá đẹp, ngọn đây. Nước sơn thì còn sáng bóng luôn nhá, kim tuyến vàng. Và ngọn là 3.5 ly trọng lượng là 6 uh, 669 g nha, cho các anh đánh bạo lực. Đây, tay cầm bên trên này. Nó được chỉ ra cái 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 màn nhá, cái may và dàn khuyên là dàn Fuji loại xứ xám hết. Fuji là xíu xám nha. Đây, cái đọt góc thì nó đọt ngắn hơn hai cái ngọn kia. ở trên quay keo cuốn chỉ chống nổ đầy đủ. Đây. Và cái này được hỗ trợ đầu bu Fuji Six nha. Đầu bu Fuji Six môi chè chống sẵn luôn ạ. À. Đây, môi chè nha. Đây. Cái cần ba khúc nha. Cái này độ cứng cao, độ cứng là trên 80 cho mình ạ. À. Độ cứng trên 80 ra nha. Đây, ngọn 3.5 ly trọng lượng 669 g, mã số 26 giá cần là 1 triệu 200 nha. Mã 26 giá 1 triệu 2 cho cây này. Cuốn chị quay kêu còn rất đẹp và nước sơn là kim tuyến vàng hết các anh mang cần này ra ngoài là sáng bóng luôn nha. Đây, rất là rực rỡ. Cái tiếp theo là một cây cần câu biển cho can. Cái này chắc lượng phép và chất lượng tốt nha, chất lượng tốt để cho can vừa rẻ để cho các anh mua về câu biển. Cái này là Kenzaki hàng nội địa Nhật luôn. Hãng đai qua và chất liệu phôi là phôi phiếp nhá, nhưng mà độ cứng rất cao. 2.7 độ cứng 200 càng ra thẳng và độ cứng cao nữa các nhá. Đây, hạng đai qua 2.7 độ cứng 200. Bát là bát Fuji luôn, bát Fuji FBS 22 Japan, bát quẳng, tay cầm nè, được bọc da cứng À. Tay bên dưới đây, ốp dạng nhựa cho mày. Ốp bên dưới nhựa nhựa cứng nha. Hãng đai qua và ngọn của nó là 5.3 ly trọng lượng là 663 660 g gian khoen Fuji sứ biển loại sứ xám nha đây Hôi phíp nhưng là càng xịn nhá cần Kenzaki ra nhá cần Kenzaki đây đây cuốn chỉ chích keo ok nhá gen thì vẫn còn Kenzaki Daiwa 2m7 độ cứng 200 căn câu đẩy đẩy được nha Câu biển câu ngồi thiền câu Câu đẩy được Ngồi tàu được nha Mã số 27 giá cần là 750k à, 27 nha giá 700 rưỡi Tiếp theo là cần súp nha Cần súp c chiều dài 4m2 độ cứng 25 Cái này là thuộc hãng Alpha Ticker Đây hàng nội địa luôn các nha Bát là bát Fuji với bát 7 bát gặp à. Cũng chỉ quay keo còn tốt nè Bát còn nguyên chưa hạ bát nha phôi là phôi cấp bông sẵn cho mình ạ à. Bên dưới đây cần thì cũng còn sáng bóng độ mới là tầm là trên 90 phần trăm nha cái này có đi kèm bao vải à. có đi kèm bao vải màu xanh nắp chụp đi kèm dàn khoan Fuji loại xứ xám nha khoen cái là một khoen gặp cho mình cần súp ạ à. cần súp 42 độ cứng 25 ngõn cần là 2.4 ly nha 2.4 độ cứng uh, chiều dài 4m25 thì các anh câu bạc phải biển được rồi lúc đầu căng câu đơn con ngâm sang hè các căn đánh mè nha, đánh mề đều được ạ. À. Căn cũng còn sáng bóng nha, trên 90% ạ. À. 95 cũng có nha nha. Mã số cái này là mã số 28, giá là 900k. Mã 28 giá 900, Alpha taker nha. Thì enjoy. em xin lỗi, hãng Tactical Enjoy nha. Cây cuối cùng ạ à. là một cây Daiwa Pro Siege Win DX nha. Độ cứng cây này là độ cứng 25, chiều dài 4m ạ. À. Hạn đai qua. Cái này thì thuộc nội địa Nhật Bản luôn, tem bạn con. Bên dưới đây mọi anh xem. Đây, nó cũng kỳ kỳ công nha. Và phôi là phôi carbon. Ngoại hình thì nó hơi đi theo 5 tháng nha. nó bụi bặm xíu nhẹ đi theo 5 tháng. Ngọn cần là 2.7 ly ạ. À. Trọng lượng là 369 g. Bát là bát Fuji F S7SB. Bát gặp ca nha. Tay cuốn chỉ quay kêu còn chắc chắn và cái này càng súp nhá súp 4 mét độ cứng 25 dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji Gold mà loại xứ xích đây nó dùng lâu thì nó đều đều thôi nhưng mà khoen thì khoen còn đắt cứng cáp đắt tuyệt vời luôn đây đậu bu là môi trẻ giống sẵn nhá đây xứ rồi còn đắt đẹp tất cả các xứ luôn nhưng mà đang xem bên trên thì có hai khoen chạy nè phôi này phôi cấp bông sẵn toàn thân cần đã sử dụng qua nhưng mà còn nguyên vẹn đẹp đẹp lắm cả nha rồi các bông sẵn đây phần này Bên cái là một khuyên gặp cả nha khuyên gặp sử là sử xích khuyên là khuyên Fuji Gold ngoại hình thì có xước và phần lóng thứ hai nha lóng cổng cây này là có bốn lóng chiều dài 4 mét có bốn lóng nha ôi thì còn nguyên vẹn ạ à. và cần da thẳng nhé, cần da thẳng và độ cứng cao tầm là 27 cho mình luôn nha độ cứng DX là mã số là mã số 29 giá cần là 1 triệu 800 nhá mã cuối cùng mà 29 giá 1 triệu 8 và em xin kết thúc video tại đây cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ủng hộ em một like và một lượt đăng ký ạ à, chia sẻ giúp em nhé. đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra em sẽ ra trong ngày mong các anh đón chờ giúp em xin chào tạm biệt ạ à. và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình nha số điện thoại của em là 7 76692 anh nào quên mã thì các anh cứ chụp hình điện màn hình điện thoại lại rồi gửi qua cho em nhé để em xác nhận đúng em gửi đúng hàng cho các anh